Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước. Mận tam hoa chiềng cọ ở Sơn La vào mùa. Phụ huynh học viên Học viện Múa tiếp tục kêu cứu vì trường quên không đăng ký hệ trung cấp. Hơn 14.000 lượt phương tiện bị từ chối lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai - Cầu Rẽ - Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4, Quốc hội khóa 14 đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021. Quốc hội khóa 14 cũng đã bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu trước Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn Quốc hội, các đại biểu đại diện cho cử tri cả nước đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo tiền nhiệm về những đóng góp lớn lao cho Đảng, nhân dân và đất nước. Hôm nay, dưới lá cờ đỏ sao vàng, tôi xin hứa trước Quốc hội và nhân dân cả nước sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, phẩm chất, tận tâm tận lực, trách nhiệm, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước được hiến pháp và pháp luật quy định. Phối hợp công tác chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gần gũi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến nguyện vọng của nhân dân, đồng thời mong nhận được sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài để hoàn thành tốt nhất trọng trách được giao. Chủ tịch nước nhận định, trên chuyến hải trình sắp tới, con tàu Việt Nam sẽ gặp phải những con sóng dữ và nhiều ngọn gió lớn, đó là khi có cả những thời cơ thách thức đan xen. Chủ tịch nước tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với bản lĩnh và trí tuệ con người Việt Nam, với sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta sẽ vượt qua mọi sóng to, gió cả, để đến bến bờ bình an, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại hội 13 của Đảng. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa đồng ý chủ trương cho phép các hãng hàng không trong nước tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước. Các trường hợp về nước đều phải cách ly tập trung 14 ngày tại cơ sở cách ly đủ điều kiện do địa phương quản lý và đúng quy trình quy định về phòng chống dịch COVID-19. Toàn bộ chi phí cách ly liên quan phòng chống dịch do doanh nghiệp, đơn vị tổ chức chuyến bay đảm bảo. Các hãng hàng không Việt Nam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet và các doanh nghiệp được giao chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước sở tại để tổ chức các chuyến bay phù hợp với khả năng tiếp nhận trong nước. Bộ Công Thương cho biết chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp quý 1 năm nay tăng gần 6% so với cùng kỳ. Cụ thể, ngành trọng điểm thuộc các ngành công nghiệp cấp 2 tăng cao so với cùng kỳ năm trước như sản xuất kim loại, đồ uống, sản xuất thiết bị điện và khai thác quặng kim loại, sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, sản xuất xe có động cơ, sản phẩm từ cao su và plastic, sản xuất giấy và sản xuất từ giấy. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực quý 1 năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ năm trước như thép cán, linh kiện điện thoại, TV các loại, ô tô, sắt, thép thô, bia các loại. Ở chiều ngược lại, một số ngành có chỉ số giảm như khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên, chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, sản xuất mô tô, xe máy, sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế, khai thác than ứng và than non. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 02 năm 2021 thay thế thông tư số 15 năm 2015 hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường trong nước của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Cụ thể, thông tư quy định trong giao dịch ngoại tệ với các tổ chức tín dụng khác, tổ chức tín dụng không phải xuất trình chứng từ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ. Trường hợp giao dịch với khách hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối và quy định của tổ chức tín dụng.
Theo quy định mới, tổ chức tín dụng được phép bán ngoại tệ giao ngay cho nhu cầu chưa đến hạn thanh toán của cá nhân là công dân Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt cho các mục đích học tập, chữa bệnh, đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 5 tới. Khi thời tiết những ngày này tại các tỉnh miền Bắc đã ấm lên, cũng là lúc những cây mận tam hoa tại xã Triềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La vào đầu vụ. Mận tam hoa là một trong những sản phẩm chủ lực trong phát triển kinh tế ở xã Triềng Cọ. Những quả mận to, tròn, xanh mướt là niềm hy vọng của nhiều hộ gia đình. Mận tam hoa Sơn La có vị giòn, chua rôn rốt, được xuất bán đi nhiều tỉnh thành trong cả nước. Cây mận tam hoa không chỉ đem giá trị về kinh tế mà còn mang lại những lợi ích từ việc thu hút du lịch. Những vườn mận xanh mướt trải dài khắp những triền núi khiến khung cảnh thiên nhiên trở nên tuyệt đẹp và trở thành một địa chỉ du lịch đầy lý thú cho mỗi du khách. Tích tụ ruộng đất là hướng đi tất yếu trong sản xuất nông nghiệp để chuyển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất tập trung quy mô lớn nhằm giảm diện tích đất lúa kém hiệu quả và diện tích đất bỏ hoang. Thời gian qua, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất sản xuất hàng hóa theo quy mô lớn, bước đầu đã đem lại hiệu quả. Ông Vũ Vinh Quang ở thôn Giai Lệ, xã Lệ Xá hiện đang sở hữu với diện tích hơn 10 hectare đất làm trang trại từ việc tích tụ ruộng đất, trong đó 4 hectare đất trồng mía ruột đỏ, 5 hectare đất thả cá chấm đen, còn lại là chăn nuôi lợn thịt. Mỗi năm ông thu lãi khoảng trên 2 tỷ đồng. Vì muốn mở rộng thêm quy mô trang trại của mình, vừa qua ông tiếp tục thuê thêm 7 hectare đất nữa với giá trị cho thuê trên 10 năm từ các hộ lân cận để làm kinh tế. Thực hiện cái chủ trương khuyến khích cái tích tụ ruộng đất thì cái diện tích trồng lúa cái hiệu quả là rất thấp, mà thậm chí có những cái hộ gia đình người ta bỏ không trồng. Thế nên tôi vừa rồi đã đổi bằng diện tích hỗ trợ bằng tiền. Tôi đã liên kết được một cái doanh nghiệp ở trên Bắc Giang tuân thủ theo cái quy trình về chăm sóc, về bón phân và thực hiện cái hệ thống tưới tự động. Trước đây gần 10 hectare đất thả cá ao nổi và trồng thanh long của hai anh em Vũ Xuân Thủy và Vũ Minh Chiến tại thôn Lạc Dục, xã Đức Thắng là vùng sâu trũng, chỉ cấy được một vụ lúa. Nhờ dồn điền đổi thừa tích tụ ruộng của một số hộ dân, năm 2018, hai anh em đã đầu tư hàng trăm triệu đồng theo hướng công nghệ cao. Nhờ liên kết và được bao tiêu đầu ra, mỗi năm thu lãi trên 500 triệu đồng. Cái mô hình lên thực ra là nó cũng còn thiếu rất là nhiều thứ. Về khoa học kỹ thuật thì cũng được bên chi cục nuôi trồng thủy sản hỗ trợ. Còn về cái vốn thì cũng được ngân hàng, chính sách, xã hội hỗ trợ. Chúng tôi có những cái liên doanh liên kết với các hợp tác xã thì chúng tôi đã tạo cho nhau được một mối quan hệ tốt. Ví dụ như đầu vào nó ổn định và đầu ra thì anh em cũng có những cái bao tiêu sản phẩm. Giá cao hơn thị trường và cái quan trọng nhất là không bị tư thương ép giá. Sau hơn 3 năm triển khai đề án tổ chức sản xuất, tích tụ ruộng đất thông qua việc thuê, chuyển nhượng, quyền sử dụng đất nông nghiệp, đến nay huyện đã tích tụ được khoảng 50 hectare đất, trong đó diện tích trồng trọt gần 30 hectare, chăn nuôi 5 hectare, còn lại là thủy sản với trên 10 hộ tham gia, nhiều nhất tại xã Lệ Xá, Đức Thắng và Thủ Sĩ. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, từng bước thay đổi phương thức sản xuất từ nhỏ lẻ sang tập trung mà qua đó củng cố mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp theo hướng chuyên môn hóa từ sản xuất đến tiêu thụ. Về cái việc tích tụ ruộng đất để cho các hộ dân phát triển kinh tế tại địa phương thì phải nói là một cái cầu lối tạo điều kiện thuận lợi cho người dân với các cái điều kiện vay vốn để phát triển kinh tế trang trại hộ gia đình. Hiện nay thì có khoảng 5 hộ tích tụ ruộng đất được khoảng 5 đến 6 ha, đặc biệt là có một hộ khoảng chục ha liên kết liên doanh nuôi trồng thủy sản rồi phát triển rau sạch trên địa bàn xã. Chuyển sang những thông tin liên quan tới lĩnh vực giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, tới thời điểm này, nhiều thí sinh và phụ huynh đang khá lo lắng vì còn nhiều cơ sở giáo dục đại học chưa công bố phương án tuyển sinh trên website theo quy định. Dù hạn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra là ngày 31 tháng 3, trong số các cơ sở giáo dục đại học này có tên tuổi của nhiều trường lớn. Ở miền Bắc, các trường chưa công bố gồm Đại học Y Hà Nội, Học viện Y Dược, Học Cổ truyền, Đại học Y Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên, Đại học Y Dược Thái Bình, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thăng Long, Đại học Phương Đông. Ở phía Nam, nhiều đại học lớn chưa công bố thông tin tuyển sinh, gồm Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Sài Gòn, Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Hàng không Việt Nam, Đại học Y Dược Cần Thơ. Sau khi hàng trăm phụ huynh học viên Học viện Múa Việt Nam kêu cứu,
Bộ Giáo dục Đào tạo đã đồng ý để Học viện Múa được in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho những trường hợp đã hoàn thành đầy đủ chương trình. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận thông tin này, nhiều phụ huynh có con học ở Học viện Múa Việt Nam vẫn tiếp tục kiến nghị. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận thông tin này, nhiều phụ huynh có con học ở Học viện Múa Việt Nam vẫn tiếp tục kiến nghị. Theo các phụ huynh, cơ quan chức năng mới cho phép trường múa được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông mà chưa đề cập tới việc giải quyết thế nào về vấn đề cấp bằng trung học cơ sở hay trung học phổ thông. Hiện con em họ vẫn trong tình trạng 2-0, không bằng trung học cơ sở, không bằng trung học phổ thông. Nhu cầu hiện nay của học viên là ngoài học được nghề còn là học tiếp đại học, phát triển sang các ngành nghề có liên quan. Không có bằng trung học cơ sở và bằng trung học phổ thông, các em sẽ không thể làm được việc này. Đây là thiệt thòi rất lớn. Sau một thời gian đóng cửa tạm dừng phục vụ để phòng chống dịch COVID-19, từ đầu tháng 4 này, nhiều sân khấu nghệ thuật sẽ mở cửa trở lại phục vụ khán giả với những chương trình hấp dẫn, thú vị. Đến với Nhà hát Kịch Việt Nam vào các tối mùng 8, mùng 9, 26 và 29 tháng 4, quý vị và các bạn sẽ được xem vở kịch tâm lý pha hài hước về gia đình Ngũ Hổ Tướng. Còn vào tối thứ Bảy hàng tuần tại rạp Tuổi Trẻ, vở hài kịch Tốc Độ và vở nhạc kịch Trại Hoa Vàng sẽ được công diễn trở lại. Vở nhạc kịch gây sốt trong năm 2020, Những Người Khốn Khổ, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào Victor Hugo do Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam dàn dựng, sẽ trở lại với công chúng thủ đô vào 20 giờ ngày 16 và 17 tháng 4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Giàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn chương trình hòa nhạc Miền Xuân tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào mùng 9 tháng 4 tới. Tọa đàm Du lịch Việt Nam 2021-2023, những cơ hội trong giai đoạn phục hồi mạnh mẽ với chủ đề sức bật thị trường nội địa và mở cửa du lịch quốc tế, sẵn sàng nguồn lực do Tổng cục Du lịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ phối hợp tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn vào ngày 3 tháng 4. Tọa đàm được kỳ vọng tạo nên cú hích để du lịch Việt Nam phục hồi, tăng trưởng lại trong bối cảnh mới. Năm 2020, Việt Nam vẫn được gọi tên trong nhiều hạng mục giải thưởng du lịch như điểm đến di sản, điểm đến ẩm thực hàng đầu. Lượng khách nội địa đạt 56 triệu lượt, mang lại doanh thu khoảng 312.200 tỷ đồng, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực do dịch COVID-19 tới ngành du lịch. Để phát triển du lịch, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cho rằng, bên cạnh việc giảm giá thì cần tuyên truyền để mỗi người dân thấy được thế mạnh về văn hóa và vẻ đẹp tiềm ẩn của đất nước mình. Điều xúc động về một bài thơ như bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điểm, nó thôi thúc chúng ta ghê lắm. Cho nên phát động một cái cuộc thi như là Tôi yêu đất nước tôi hay Đất nước tôi, Đất nước Việt Nam hay là Khám phá Việt Nam. Tại buổi tọa đàm, địa phương và doanh nghiệp đều cho biết đã có những chuẩn bị sẵn sàng cho mùa du lịch hè sắp tới. Vấn đề được quan tâm nhất đó chính là đưa ra các sản phẩm đặc sắc, thu hút khách du lịch và tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch. Phải nhanh chóng phục hồi và phát triển du lịch một cách an toàn, bền vững, để bền vững thích ứng với biến đổi, thích ứng với bối cảnh và xu hướng mới để chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm. Chúng tôi đã sẵn sàng và chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất là chín muồi. Trước hết là chúng tôi vẫn tiếp tục cái lộ trình đổi mới cũng như là tăng cường cái lực lượng máy bay cũng như là lực lượng thợ kỹ thuật, người lái tàu bay. Bộ Văn hóa và Tổng cục Du lịch thì chúng tôi kiến nghị là làm sao để chúng ta có nhiều cái cuộc hội thảo như thế này ở tại nhiều tỉnh thành, mà nếu có thể thì làm 63 tỉnh thành trong cả nước. Và cũng kiến nghị với các đồng chí lãnh đạo địa phương 63 tỉnh thành là mỗi tỉnh thành nên có một kế hoạch chương trình. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, định hướng chung cho giai đoạn phục hồi 2021-2023, Việt Nam sẽ lấy du lịch nội địa làm trọng tâm khai thác. Bên cạnh đó sẽ làm mới sản phẩm cũ, phát triển sản phẩm du lịch mới để chuẩn bị từng bước mở cửa, tiến tới phục hồi hoàn toàn du lịch quốc tế trong bối cảnh bình thường mới. Mới đây, triển lãm về loài hoa lan với chủ đề Hương sắc Lai Châu lần thứ tư đã diễn ra tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, thu hút đông đảo người dân và những người yêu hoa lan đến thưởng lãm tham quan. Nhiều loài lan rừng như hoàng thảo kèn, hạc vĩ, lan hài, long tu đem đến vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Khách tham quan triển lãm không thể rời mắt trước vẻ đẹp của nhiều loài lan. Nổi bật nhất tại triển lãm là loài hoàng thảo kèn. Đây là loài hoa lan đặc trưng ở Lai Châu, có màu tím, nở rất sai hoa và hương thơm quyến rũ, được rất nhiều người chơi lan yêu thích.
đang nở hoa và có ba. Ở đây thì em thấy nó rất là nhiều màu sắc. Mà đặc biệt của Lan Lai Châu là kèn, hoa kèn. Thì cảm thấy mình thật sự rất là bất ngờ. Kèn Lai Châu là một cái loại hoa mà rất là nhiều màu sắc tím rất là đẹp. Giống như các cụ có câu là vua chơi lan quan trên trà đấy, cái vua ở đây là cái vua về tinh thần, nó tôi cảm nhận đấy, do vậy thì nó tạo ra cái giá trị về tinh thần tuyệt vời như vậy. Thì đây là một cái sân chơi rất là hữu ích đấy, và rất là tuyệt vời. Triển lãm trưng bày hơn 1.000 giỏ lan với nhiều loài lan của các câu lạc bộ, hội hoa lan, người chơi nuôi trồng hoa lan tỉnh Lai Châu và 30 tỉnh thành trong cả nước như Hòa Bình, Sơn La, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lào Cai tham gia. Đây là sân chơi văn hóa giải trí cho những người yêu lan, là dịp để tỉnh Lai Châu đón những người yêu lan trên cả nước tới giao lưu, thưởng lãm, chia sẻ kinh nghiệm trồng và phát triển hoa lan, đồng thời qua đó góp phần gây dựng phong trào nuôi trồng bảo tồn các loài hoa lan rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cái mục đích đầu tiên là mình triển lãm hoa lan Lai Châu để thu hút bà con nhân dân trên địa bàn thành phố và đặc biệt là thu hút khách du lịch về với Lai Châu, vì Lai Châu là một vùng đất rất xa xôi của Tổ quốc, và để đến với Lai Châu thì phải có những cây hoa lan. Đó là cái mục đích thứ nhất. Cái mục đích thứ hai là khi mà mình làm triển lãm ra thì nó thúc đẩy phong trào làm kinh tế từ cây hoa lan của bà con trên địa bàn tỉnh. Và từ trước đến giờ mà không sự quan tâm cũng đã được hướng và tỉnh cũng đã được hướng rồi. Cái mục đích thứ ba là cái công tác thử kinh nghiệm của mình. Khi mà mình tổ chức triển lãm ra thì các tổ chức biết được câu lạc bộ hoa lan Lai Châu quan trọng hoa lan, mục đích lớn là công tác từ thiện để cho các học sinh. Thời gian qua, cùng với việc phát triển một số cây trồng giá trị kinh tế như mắc ca, sâm Lai Châu và một số cây dược liệu, hoa lan cũng bước đầu mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ trồng lan ở các xã như Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, xã Tà Làng, huyện Tam Đường và một số xã thuộc huyện Xìn Hồ, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn. Hàng năm, Lai Châu đón hàng chục ngàn lượt khách đến du lịch thưởng lãm hoa lan Lai Châu. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Trước tình trạng hàng chục tấn cá lồng trên sông Lô tại xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ chết hàng loạt, như truyền hình Thông Tấn đã phản ánh trong các bản tin thời sự trước, đến nay, nguyên nhân của hiện tượng trên đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ đã tiến hành kiểm tra làm rõ bằng các phương pháp chuyên môn. Sau khi kiểm tra các yếu tố môi trường thì các chỉ số đều nằm trong ngưỡng cho phép. Nguyên nhân cá chết hàng loạt là do thời tiết giao mùa, nhiệt độ nguồn nước không ổn định. Bên cạnh đó, người chăn nuôi cắt giảm nguồn thức ăn khiến cá thiếu dinh dưỡng, yếu do bị sốc môi trường khiến cho nhiều loại cá giống bị chết. Hơn 14.000 lượt phương tiện bị từ chối lưu thông trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, cầu Rẽ Ninh Bình. Đây là con số mà Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VSC mới thông tin. Hơn 14.000 lượt phương tiện này bị từ chối lưu thông do vượt quá trọng tải. Cũng theo thống kê của VSC, trong 3 tháng đầu năm 2021, trên 4 tuyến cao tốc VSC quản lý xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện lực lượng chức năng đã triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát kiểm soát toàn bộ tình hình giao thông trên các tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, Đà Nẵng Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Tất cả các vi phạm của tài xế đều được phát hiện, thông báo đến thiết bị cầm tay của cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường để xử lý. Nhằm phát huy tinh thần tự quản, tự chủ của nhân dân, thời gian qua ở nhiều địa phương trong tỉnh triển khai xây dựng mô hình tổ tự quản ở khu dân cư hoạt động thiết thực và hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng thành lập được trên 1.100 mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, hoạt động ở các lĩnh vực kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng được gần 7.200 tổ an ninh nhân dân, phòng chống tội phạm, tổ bảo vệ dân phố, đội dân phòng, tổ hòa giải và đội tuần tra dân cử dân nuôi. Các mô hình tổ tự quản tham gia đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn, gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân, duy trì tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao. Nét nổi bật trong hoạt động của các mô hình tổ tự quản là thực hiện duy trì công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn đường làng ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các mô hình tổ tự quản không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phù hợp với từng địa phương, từng khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.